nhan sắc xinh đẹp và thông tin hiếm hoi về hot girl kiêm MC cao vi cao vi được biết tới là một MC truyền hình sở hữu vẻ đẹp trong sáng cô sinh năm 1997 tốt nghiệp trường cao đẳng phát thanh truyền hình thành phố hồ chí minh cao vi gây ấn tượng với khán giả truyền hình qua giọng nói ấm áp và ngoại hình bắt mắt cô từng lọt top 18 của cuộc thi người dẫn chương trình én sinh viên ngoài ra cô cũng được chú ý khi tham gia chương trình vì yêu mà đến cưa đổ được mc quốc bảo Ngoài đời, Cao Vi sở hữu phong cách thời trang giản dị, kín đáo, rất phù hợp với vẻ trẻ đẹp trong sáng ngọt ngào của cô. Cụ thể, MC Cao Vi từng tham gia chương trình hẹn hò Vì Yêu Mà Đến và tỏ tình thành công với MC Quang Bảo. Trước khi dính tin đồn bán dâm và bị bắt ngày 30 tháng 8, MC Cao Vi từng khiến người hâm mộ nức lòng khi tham gia chương trình ghét đôi Vì Yêu Mà Đến. Cụ thể, trong tập 9 Vì Yêu Mà Đến được phát sóng tối mùng 9 tháng 11 năm 2017, MC Cao Vi tham gia với vai trò là người đến tỏ tình MC Quang Bảo. Với hình dáng nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng cùng tài ăn nói nhẹ nhàng, tế nhị trong giao tiếp, cô đã làm siêu lòng nam MC và cùng anh rời khỏi chương trình trong sự hò reo chúc mừng của những người tham gia và khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên một cặp đôi được ghép đôi thành công trong vì yêu mà đến. Khi đó Cao Vi 20 tuổi, là sinh viên khoa báo chí trường cao đẳng phát thanh truyền hình 2 và từng lọt top 18 người dẫn chương trình tại cuộc thi em sinh viên. Ngoài ra cô còn làm MC cho một số chương trình sự kiện nhằm trau dồi kỹ năng. Sau chương trình, cả hai đều dành những lời có cánh cho nhau. Trên trang cá nhân, Quang Bảo cho hay cả hai ở thời điểm đó chỉ là bạn tâm giao. Đây cũng là mong muốn của Vi khi Bảo hỏi em muốn gì và sẽ là gì của nhau. Khi tình yêu là thứ cần thời gian và chúng ta cứ để thời gian trả lời thôi nhé. Trước đó, theo thông tin trên Vietnamnet, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8, trinh sát đội 6 phòng cảnh sát hình sự chia thành hai mũi bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính hai khách sạn tại đường Nam Quốc Cang, phường Phạm U Lão, quận 1 và đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, cơ quan công an đã bắt quả tang 4 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm. Đang nói hai chân dài bán dâm tại khách sạn ở quận 1 là Hậu TJ và diễn viên MC CV. Qua đấu tranh TJ và CV khai nhận đi khách với giá từ 7 đến 25 000 đô một lượt một giờ, tương ứng với 160 đến 600 triệu đồng. Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Từ đây nhiều lời đồn đoán ccv chính là MC cav hiện quản lý của cô đã phủ nhận tin đồn này các bạn hãy đăng ký Kênh YouTube của trí thức cô tắt để đón xem các clip tiếp theo